Xin chào mọi người, hôm nay mình lại nhận được một thùng hải sản từ Fisherman's Net. Sắp tới Tết rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nên là mình muốn gợi ý cho mọi người. Nếu như mà Tết ngán thịt quá rồi thì có thể order hải sản để ăn. Ở đây order trên 100 đồng thì sẽ được free shipping overnight. Nếu như mà mọi người order hôm nay thì trưa mai đã nhận được rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái thùng này ra cho mọi người xem bên trong nha. Fisherman's Net gói rất là cẩn thận nên là thùng hàng tới nơi vẫn còn tươi rói như thế này đây. Ở bên trong thì có đá khô nên bảo đảm hải sản cũng còn tươi ngon. Nó ơi, tới coi con tôm bự lắm nè. Xin lý. Nó ơi, coi nè. Donut thích lắm luôn, cảm ơn mấy cô chú ở Fisherman's Net nhiều nha. Nếu như mà mọi người muốn order hải sản để ăn Tết thì order ngay bây giờ nè, mình sẽ để số điện thoại trên màn hình. Còn không thì mọi người vào website mualobster.com để mua. Nhớ dùng code Tết 2021 để được giảm giá 10 đồng mỗi order. Cái tay nó còn to hơn tay của con nữa. Sẽ không có nấu nó. Ồ, mình không nấu nó hả? Vậy để nuôi nha, mình sao nuôi được đây? Nuôi để nó trong thành thịt. Cho nó ở trên sinh. Không biết bỏ vừa cái sinh không nữa. Donut nói là Donut không muốn nướng con lobster này. Donut muốn nuôi nó ở bên cái sinh này nè. Sao mình nuôi được? Con sẽ nuôi nó ở bên cái tiệm. I will find the way to keep him as a pet. Okay. Cái đó là để cho nó ăn hả ta? Hey, let's go. Xào cho donut ăn cùng với tôm. Miếng này thì mình ngâm bằng nước ấm nó sẽ mau mềm hơn. Khi mà xào á, nó không có bị chín thành một cục. Tiếp theo thì mình sẽ rửa con tôm để cho vào nồi hấp. Trời ơi, nó bự vậy không biết là nhà mình có cái nồi nào để bỏ vừa để hấp không nữa. Thôi cứ rửa trước đã. Còn được coi có mình con tôm là món mặt chẳng dễ hết cái bột rửa chén của mình luôn nè. Thank you.
mình nấu phở cái nồi này nhà mình ăn cả tuần luôn á. Để sao ta? Đợi chút, mình phải Google đã. Tại vì con tôm này nó bự quá nên mình phải dùng tới lò nướng để mình mở lò lên. Cỡ 380 độ F thôi. Donut đang chia tay bạn Lobby. Không có giết Lobby. Không có giết Lobby hả? Cứ để anh chi, mình đâu có nuôi được đâu. Yêu nó, cho nó ở trong phòng của ba. Sau khi ngâm miếng cỡ 5 phút thì mình sẽ xả hết nước đi, rửa lại vài lần. Bây giờ thì mình sẽ để cho nó ráo một chút. Miếng ráo bớt nước thì mình sẽ dùng kéo mình cắt cho nó ngắn bớt. Mình chuẩn bị một cái khay nướng xong rồi mình bỏ con tôm lên trên. Đây là cái khay nướng lớn nhất nhà mình luôn, mới vừa. Còn cái khay bình thường mình hay sử dụng để nướng bánh cookie cũng không vừa luôn. Trước khi bỏ vô lò nướng thì mình phải cắt mấy cái dây thun ra, không thôi vô nó nóng quá nó chảy ra hết. Mấy cái càng này không biết sao mình bẻ ra để mình lấy thịt ở trong nữa. You love me của con đây. Goodbye my love. Lúc nãy mình định sẽ hấp nó nên là mình có chuẩn bị gần với lại đầu hành lá. Nhưng mà bây giờ không hấp được nên mình cứ bỏ vô nướng chung luôn. Chắc cũng không sao. Cho nó thơm. Lò đổ nóng rồi đây. Để cho khi nướng không bị khô thì mình sẽ xịt một ít dầu ăn lên trên. Xịt hai mặt luôn nha. Con này bự nên là chắc mình sẽ nướng với 380 độ F trong vòng 25 phút hoặc là 30 phút. Chắc lâu quá anh ta. Để coi thử khi nào nó chín. Cái khay này á, thật ra cũng không có vừa lắm đâu. Tại vì mọi người thấy là mình phải để cái đuôi như vậy nè. Cái đuôi nó không có thẳng ra được. Sau khi bỏ tôm vào nướng thì mình sẽ chuẩn bị miếng để xào. Miếng này mình ướp gia vị trước để lúc xào gia vị nó đều hơn á mọi người. Đầu tiên là một muỗng canh hắc xì dầu. Hắc xì dầu là cái loại này đây. Tiếp theo là một muỗng canh xì dầu. Tiếp theo nữa là nửa muỗng cà phê hạt nêm. Và cuối cùng là một muỗng canh dầu hào. Xong rồi lấy cái đũa trộn đều lên. Tùy vào lượng miếng mọi người sử dụng mà gia giảm gia vị nha. Mình trộn gia vị vô trước vậy á, thì khi xào gia vị nó sẽ đều hơn, màu nó cũng đẹp hơn mà miếng nó cũng tơi hơn nữa. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp để mình xào miếng. Mở bếp lên luôn, mình sẽ để lửa vừa thôi. Tiếp theo mình sẽ cho dầu ăn vào. Xào miếng này mình cho nhiều dầu ăn chút cũng được. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn hành tím băm nhỏ, tỏi băm nhỏ với lại hành tây cắt thành từng sợi dài. Bây giờ mình sẽ đợi dầu nóng rồi mình bỏ vô luôn. Hành lá thì mình cho cuối cùng. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một ít ớt bột để cho nó có màu đẹp. Xào miếng này thì nhanh lắm mọi người. Chỉ sợ là nướng tôm lâu quá thôi. Mình
rồi, tiếp theo mình sẽ cho hết số miếng vào đây. Miếng này thì mình đã ngâm sẵn rồi nên là lúc xào cũng nhanh thôi. Mình đảo đều đến khi mà mình thấy miếng nó bắt đầu trong lại là sắp được rồi á. Lúc này thì mình sẽ cho giá vào. Đây là giá mình đã rửa sẵn nè. Cho hết vào luôn. Bình thường mình thấy người ta xào miếng người ta không bỏ giá đâu, nhưng mà tại vì mình muốn dọn tủ lạnh á nên là có gì mình đem ra mình xào hết. Nếu như mà có cà rốt, đào sợi hay là rau củ ba sợi gì thì mọi người bỏ vô ở bước này luôn. Mình nhớ là mình trộn miếng đều lắm mà sao vô đây nó vẫn hai màu vậy ta, kỳ vậy. Sau khi đã đảo đều cho miếng mềm thì mình sẽ cho hành lá vào. Giờ nhìn nó đang xấu xấu vậy á, bỏ hành lá vô là đẹp liền à mọi người coi nè. Kinh nghiệm của mình á, mỗi lần nấu cái gì nhìn xấu xấu đến phút cuối bỏ hành lá vô là thấy nó đẹp, và tại vì nó có màu xanh á. Có thấy không? Mình tắt bếp luôn nha. Rồi, trộn đều cũng là xong. Hôm nay xào miếng bánh thùng lum hết. Tí sao hồi dọn. Mọi người biết còn thiếu gì không? Còn thiếu chút tiêu nữa. Rồi, vậy là đủ hết rồi đó. Biết bao giờ tôm mới chín thôi. Xào cách này mọi người thấy sợi miếng nó tơi lắm này, mặc dù là mình không có trộn trứng. Để mình kiểm tra xem thử coi tôm nó như thế nào rồi. Ủa, nó chuyển màu đỏ rồi nè. Chắc là sắp chín rồi á. Thơm à. Biết bao lâu nữa nó chín ta? Có mấy chỗ nhìn khô khô, để mình xếp thêm dầu. Rồi, cho nó vô lại. Trong khi đợi tôm hùm chín thì mình sẽ làm muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh này thì mình làm theo lượng 1 phần muối 4 phần đường. Ví dụ như mình đong 1 muỗng cà phê muối thì mình sẽ dùng 4 muỗng cà phê đường vậy đó. Ở đây thì mình chỉ đong 1 phần 4 muỗng cà phê muối thôi, thì mình dùng 1 muỗng cà phê đường. Sau đó thì mình vắt chanh vào. Ở trong chén thì có ớt jalapeno mình đã băm sẵn rồi. Ớt này mình tự trồng ở ngoài vườn á. Sau khi vắt chanh vào thì mình khuấy đều lên rồi nếm thử coi tự coi đã vừa ăn chưa. Nếu như mà muốn mặn thêm thì cho muối, còn nếu như muốn ngọt hơn thì cho đường. Sau đó thì mình sẽ vắt một ít tiêu vô nữa. Mình muốn muối tiêu chanh của mình có màu đỏ cho nó đẹp, nhưng mà nhà hết ớt màu đỏ rồi nên là mình cho một xíu ớt bột vô. Vậy là xong. Đây là tôm mình đã nướng được 20 phút, mình thấy nó cũng đỏ rồi nè. Mình hỏi bạn mình thì nói là chắc chín rồi nên là mình lấy ra thử. Chắc nó chảy cái trắng trắng này ra là nó chín rồi nhỉ. Oh my goodness, nặng quá. Thơm quá. Bây giờ mình đang nghĩ là làm sao để mình đặt mấy cái càng này ra với lại lấy thịt bên trong ra đây. Trời ơi, với lại mình không biết là nó đã chín chưa nữa. Chắc là mình rút cái chân ra thử, tại vì cái chân nó nối với cái thịt ở bên trong á. Mấy cái chân nhỏ này nè, coi thật coi nó chín chưa. Ôi, nhưng là nó chưa chín rồi. Nó còn màu xanh xanh này, nó chưa có đỏ hết. Phải không ta? Phải nó chưa chín không? Có thể lắm. Để mình bỏ vô thêm cỡ 10-15 phút nữa thử. Đây là con tôm mình đã nướng xong. Coi cái càng của nó nè, bự hơn cái bàn tay của mình nữa. Bây giờ mình đang nghĩ sao để mình đập nó ra đây. Tại vì mình... Để coi thử, hình như mình có cái chày bằng đá. Chắc cái này được. Ừ.
là một bên càng của nó. Cái bên càng này thì nhỏ hơn. Mọi người coi nè. Nết ơi, mày lấy một cái càng của Lobby ra rồi nè Nết. Nết coi không? Check it out. Ừ, bây giờ thì chín rồi. Lobby, mẹ cắn thịt của Lobby. Cái thịt của nó tuy là mình không ướp gì hết nhưng mà ngon đậm đà lắm mọi người. Với lại dai nữa. Xin lỗi con, mẹ có con quay tay nha. Ẩm à. Để mình thử thử coi cái phần dưới này có kẹp được bằng cái đồ kẹp cua không. Này là cái đồ kẹp cua. Hả, cũng được á chứ. Chắc là do mình nướng nên là cái vỏ của nó cũng giòn, dễ bể ra. Tại khúc này cứng quá, không bóp nổi, cứng quá. Thế thì mình phải dùng cái chày này thôi. Thêm nữa Nết, trời ơi Nết mà nó có chút xíu thôi vậy. Trời ơi, thật là vất vả. Chắc là mình phải lấy muỗng mình móc ra. Vậy là mình không có lấy được cục thịt ở trong cái càng ra trọn vẹn rồi. Do là lúc nướng mình không có đập nó ra nên là nước ở bên trong nó vẫn còn nhiều, thịt nó vẫn còn ẩm lắm mọi người. Xong rồi mình trộn cái thịt tôm hùm này với miếng rồi ăn thôi. Tại vì cái thịt tôm hùm này thì nó cũng đậm đà sẵn rồi. Nếu như mà mình nấu thêm thì chắc chắn là sẽ bị mặn. Vậy là sau mấy tiếng vật lộn với con tôm hùm siêu to khổng lồ thì bây giờ mình mới được ăn. Hồi nãy Donut nói là Donut sẽ không có ăn thịt Lobby đâu. Tại vì không có muốn Lobby bị đau. Nhưng mà bây giờ lỡ nấu rồi nên Donut mới ăn thôi. Ăn vô người để Lobby lúc nào cũng bên cạnh Nết hết. Phải không? Sao? Donut muốn giữ lại cái này làm kỷ niệm. Để mỗi lần Donut thấy nó, Donut nhớ Lobby. Thì không có Nết. Hôi, nó hôi lên á. Mày gọi Lobby hôi. Bây giờ tụi mình thử sang cái đuôi nha. Mình bật cái đuôi ra. Mẹ ơi. Tôi nói A nè. A. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đứng đợi mẹ gỡ tôm cho ăn. Đây. Miếng nó ngon quá, miếng nó ngon ngon. Cái phần thịt ở chỗ cái đuôi này nó dai với nó ngọt hơn nhiều luôn á. Ngon lắm mọi người. Hôm qua còn quá trời tôm hùm luôn nên là hôm nay mình nghĩ ra mình sẽ làm lobster roll. Hoặc là nếu như mà mình lười cuốn quá thì mình sẽ làm sushi bake. Bây giờ mình đang đong gạo để nấu cơm sushi. Mà mình dừng lại để mình quay phim xong rồi mình quên mất là ở trong đây mấy cup rồi. Thiệt tình á. À đây là cái gạo sushi mà mình sử dụng nè. Này hình như mình mua ở chợ Hmart. Thôi giờ để mình đong lại. Giờ đếm đàng hoàng nha. Một cup. Chắc là mình sẽ nấu cỡ 4 cup. Bình thường thì mình chỉ nấu 3 cup thôi. Nhưng mà hôm nay mình muốn nấu nhiều hơn. Để lỡ mà nó dư ra thì mình sẽ làm món khác. 3 cup rồi nè. 1 cup cuối cùng. Cái này thì mình đong bằng cái cup đi với nồi cơm á, chứ không phải là cup làm bánh nha mọi người. Hình như là nó nhỏ hơn cup làm bánh. Bây giờ thì mình sẽ đi vo gạo rồi nấu như nấu cơm bình thường thôi. Gạo này thì mình vo cỡ 3 lần là nước nó trong rồi nè.
Lúc nãy lúc đầu mình có lấy trái cây. Rồi bây giờ mình sẽ canh mực nước. Ở trong đây thì nó có cái mực nước để mình nấu cơm sushi đây nè. Đó, 4 cốc thì mình để nước tới đây thôi. Ok, đúng rồi. Rồi, để cắm điện. Ok, nó đang sẵn ở chế độ nấu cơm sushi luôn nè. Mình chỉ cần bấm nút thôi. Tổng cộng là nó sẽ nấu trong vòng 60 phút. Trong khi nấu cơm thì mình sẽ đi gỡ thịt tôm hùm. Vì là cái đuôi này dễ gỡ thịt hơn nên là mình sẽ dùng thịt cho phần đuôi này làm sushi. Cái thịt ở phần đuôi này là ngon nhất luôn á mọi người. Làm sushi cũng hơi uổng nhưng mà hôm qua mình cũng ăn nhiều rồi. Thịt phần này thì dai hơn phần chỗ cái càng luôn. Rất là ngọt và đậm đà. Sau khi cơm chín thì mình sẽ trộn gia vị làm sushi vào. Trong cái gia vị này thì có giấm nè, với lại muối đường gì đó cho vừa ăn thôi. Nhưng mà nó trộn sẵn rồi tiện nên là mình dùng. Mỗi lần trộn thì mình chỉ bỏ cỡ 1-2 muỗng canh thôi rồi mình trộn đều lên. Đến khi nào mà cơm có vị hơi chua nhẹ là được. Cố gắng mỗi lần trộn thì bỏ ít ít thôi. Nếu mà bỏ quá tay cơm nó sẽ bị nhão không ngon nữa. Còn nếu mà bỏ không đủ thì cơm nó lại bị khô. Nói chung là mọi người cứ trộn xong rồi ăn thử. Tiếp theo thì mình sẽ rửa dưa leo. Dưa leo mà để làm sushi thì mọi người mua loại mà nó ít hột á, khi làm sẽ ngon hơn. Đây là loại ít hột nè. Loại này thì mình chỉ cần rửa sạch xong rồi gọt vỏ sơ là mình có thể sử dụng được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cắt dưa leo thành từng thanh dài cho nó dễ cuộn. Cái này thật ra là ít hột thôi chứ không phải là không có hột. Nó vẫn có hột ở bên trong. Sau khi cắt dưa leo còn dư một ít thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để trang trí dĩa sushi cho nó đẹp. Đầu tiên thì mọi người cắt một khúc dưa leo ngắn ra làm đôi giống như là mình làm ở trong video. Tiếp theo thì mọi người cứ làm tiếp như là mình làm trong video là sẽ ra, tại vì nó đơn giản quá mà mình không biết diễn tả sao nữa nên là mọi người coi video rồi làm theo nha. Nói chung là lúc mọi người cắt ra tầng lớp mỏng á, thì đừng có cắt đứt. Ở cái phần cuối á, nó phải dính với nhau thì khi mà mình nhét từng cánh vô á, nó mới ăn giống như vậy nè. Đó, nhớ là đừng cắt đứt thôi. Đó là ghi chú duy nhất khi mà mình làm cái này. Còn lại thì mình thấy làm kiểu gì nó cũng đẹp hết. Cứ như vậy mọi người làm bao nhiêu đĩa sushi thì chuẩn bị bao nhiêu. Thật ra đây cũng chỉ là một gợi ý thôi. Mình biết là nhiều bạn còn sáng tạo hơn mình và lại khéo tay hơn mình nhiều. Mọi người cứ làm theo sở thích nha. Hãy tin là nếu một người vụng thối như mình có thể làm được thì mọi người cũng có thể làm được. Bây giờ mình sẽ làm eel sauce. Cái sauce này thì nếu thích mọi người làm không thì thôi. Tại vì mình thích ăn cái sauce này với đôi nó cũng thích lắm. Nên là khi nào làm sushi mình cũng làm. Đầu tiên thì mình cần rượu mirin. Mirin thì mình sử dụng 1/4 cup. Tiếp theo thì mình sẽ đong xì dầu. Xì dầu thì mình dùng cái 1/4 cup. Nhưng mà mình chỉ đong một nửa của 1/4 cup thôi. Cuối cùng là đường. Ta nói cái sauce này nó đơn giản vậy thôi nhưng mà không biết sao mình thích vậy. Đường thì mình chỉ cần 1 muỗng canh tới 2 muỗng canh thôi. Nhìn mình chút vô nhiều vậy chứ thật ra nó cũng cỡ đó à, mình đoán vậy. Sau khi cho đường thì mình khuấy đều lên cho đến khi nào mà cái sauce này nó nóng nhiều xong rồi nó sánh lại là được. Đến khi nó sánh thì mọi người có thể nêm nếm thử. Nếu mà thích ngọt hơn thì cho thêm xíu đường. Còn nếu mà thích mặn hơn thì cho thêm xì dầu. Nhưng mà mình thấy cứ làm như cách mình làm là nó vừa ăn hết à. Cuộn sushi thì không thể nào thiếu bơ rồi. Nên là mình đang có một trái bơ rất ngon ở đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộn nha.
Như mọi người cũng biết, đây là cái miếng rong biển nên mình cũng sushi. Nó có hai mặt, một mặt rất là láng còn một mặt rất là nhám. Mình sẽ bỏ cơm lên trên cái mặt nhám á. Cơm thì mình ứng chân mình múc bỏ lên thôi, chắc cỡ gần chén. Cỡ đó không ta? Mọi người cứ bỏ cơm lên đến khi mà thấy nó lấp đầy cái miếng rong biển là được. Mình sẽ cuộn cái mặt trong nên là mình dùng một miếng silicone đè lên trên để cơm nó dẹp xuống. Sau đó thì mình sẽ ấp cái miếng rong biển lại. Tiếp theo thì mình sẽ cho tôm hùm và dưa leo mình đã chuẩn bị sẵn vô trong xong rồi cuộn lại. Vì là cái mặt cơm ở ngoài nên là cũng cuộn. Vì là cái mặt cơm nó ở ngoài nên là cuộn lại cũng dễ lắm mọi người. Sau khi cuộn lại thì mình lấy miếng silicone mình bóp cho nó chặt hơn. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ bơ lên trên. Bơ để bỏ lên trên mặt cơm á, thì mình cắt lát mỏng thôi. Khi mà mình ấn nó xuống nó sẽ dính cơm chặt hơn. Ta-da, đây là thành phẩm. Tại vì mình vừa làm vừa cắt ra vừa ăn thử nên chỉ còn dưới đây thôi. Đừng quên bỏ gừng chua với lại xì dầu mồ tạt ra để chấm. Vậy là xong rồi. Hy vọng là video này đã gợi ý cho mọi người một vài cách để chế biến hải sản cho những ngày lễ Tết sắp tới. Tết thì có thể ăn tôm hùm nướng hoặc là tôm hùm hấp nè. Còn Valentine thì có thể làm sushi như thế này. Mình biết là tự làm thì sẽ thua xa nhà hàng, nhưng mà nếu như người yêu vào bếp tự làm cho mình ăn thì chắc chắn là không có nhà hàng nào sánh bằng đâu. Nếu như mà mọi người muốn order hải sản tươi ngon và uy tín thì nhớ tìm tới Fisherman's Net nha. Một lần nữa mình sẽ để website, số điện thoại và code giảm giá trên màn hình để cho mọi người nếu muốn order thì có link để order. Nếu như mà order Tết hay là Valentine's Day thì nhớ order bây giờ đi. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha. Bye!